Xin chào các bạn, tôi là Thi, cầu thủ bóng đá đường phố. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn skill A-Clubbing TikTok và cách ứng dụng của nó vào bóng đá futsal. Động tác này bao gồm hai phần. A-Clubbing là một động tác trong ground move của bóng đá đường phố. TikTok là động tác qua người phổ biến trong futsal và football. Khi tập với mắc cơ thì chú ý bóng sẽ đi ra phía bên trong và người sẽ di chuyển vào phía bên ngoài của mắc cơ. Vì mình chơi ở futsal ở vị trí ala nên mình sẽ ứng dụng thực tế của nó ở vị trí ala. Chú ý, điểm chạm thứ hai của TikTok bóng sẽ qua giữa hai chân của cầu thủ đối phương. Tôi cũng có phiên bản video đảo ngược để các bạn thuận chân trái xem và có thể hiểu và tập luyện được. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Hy vọng nó sẽ là một tài liệu hữu hiệu để các bạn có thể tập luyện và nâng cao kỹ thuật cá nhân của riêng mình. Nếu các bạn thấy hay thì like và share, subscribe channel YouTube của mình để mình có những video clip hay hơn, tốt hơn dành cho các bạn. Tôi là Thi, xin chào và hẹn gặp lại ở video clip lần sau.